Sáng nay tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Thành phố Đà Nẵng năm 2023. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Trần Phước Sơn. Về phía quan chức quốc tế có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại hàng dân quốc tại Việt Nam và Tổng lãnh sự các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào. Liên bang Nga, Nhật Bản, Tây Ban Nha tại Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh thành trên cả nước, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết hiện nay công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt và chú trọng phát triển của Đảng và chính phủ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp trong GDP đạt trên 40%, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 30%. Một trong những giải pháp để hiện thực hóa những mục tiêu trên là tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, với các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đồng chủ trì cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội trợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo thành phố Đà Nẵng năm 2023 nhằm tạo môi trường kết nối giao thương trực tiếp, thúc đẩy liên kết, hợp tác, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp chế biến chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh tại thành phố Đà Nẵng cũng như là khu vực miền Trung Tây Nguyên tại các tỉnh thành với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và đặc biệt là với các tập đoàn đa quốc gia. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết. Những năm qua, thành phố có nhiều chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ để cùng với công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin trở thành ba trụ cột phát triển ngành công nghiệp thành phố. Đáng chú ý, trong đó có chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Được sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương, đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức hội trợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2023. Chúng tôi mong muốn rằng hội trợ triển lãm sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực, lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước nói chung. Hội trợ triển lãm diễn ra từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, có quy mô hơn 160 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chế biến chế tạo thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử công nghiệp công nghệ cao dệt may và các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ khác mở rộng theo chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố đà nẵng đây là sự kiện quan trọng nhằm tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước liên kết các doanh nghiệp việt nam với những doanh nghiệp đa quốc gia công ty sản xuất lắp ráp trong và ngoài nước